ăn mớ nó đi hết à. Tôi thả luôn, phóng xanh thả luôn. Thả luôn. Chứ mình cho tao bắt nhiều rồi. Thả xuống cái không có giữ được á. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Kiến Ngang, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là hình ảnh chú Út. Thì chú Út là một người mà chăn nuôi cái đàn cá này cô bác quý anh chị. Và thông tin cô bác quý anh chị, đàn cá này là đàn cá tự nhiên luôn. Và được cô Thanh là nhà văn Võ Diệu Thanh thì giới thiệu hơn. Hôm nay thì Bùi Hồ mới có dịp cô được cùng đến đây với cô Thanh nè, để hội ngộ với lại chú Út, cùng chiêm ngưỡng cái đàn cá mà phải nói là đầy đủ sắc màu hả chú? Ừ. À, đủ thứ cá hết á. Dạ. Mới đợi cho cá he lên trước đi, cho ăn trước đi. À. Cá he đó mới bà con rồi. Bữa nay là cá he nó dạng hơn. Dạng dữ lắm. Bắt cây cầu thấp qua dưới đây nè nha. À, bữa nay có Bùi Hồ, Bùi Hồ TV. Dạ. Qua cái đàn cá này thì tập trung ở đây được bao lâu rồi chú? Bốn tháng mấy à? Bốn tháng mấy. Con thấy ở ngoài kia xa kia là chú có giăng một số lưới là... Không. Thức ăn đừng trôi. Để cho mà ba cái bắp cải của mình đừng trôi hả chú? Không biết thì cô bác của anh chị có thấy được hay không, những cái đuôi cá he nó màu đỏ, nó làm cái màu nước đẹp cô Thanh. Làm cái màu nước rất đẹp luôn. Cái này là bây giờ cái nhà coi cái he đi rồi hay coi cái chim, hay coi cái rô, cái chê đủ loại. Dạ. Cá chép. Bữa tối là cá cha. Cá cha gì có đủ hết. Cá he thì là loài cá mà nó sống ở trên tầng mặt của nước. Cá già dinh nó luôn. Nó không có nổi hẳn. Dạ. Trên mặt nước như cá cha. Nó lửng lửng nha con ha. Nó nổi là lửng lờ vậy đó. Còn cái con ăn ngầm đó là con cá dinh. Ôi. Cái con cá he bằng tay em ơi cô Thanh. Đủ lắm. Cá he cái này nó lớn lắm rồi. Đó, nó đổi. Hằng ngày là cái công việc của chú Út là làm bắp cải này hay sao? Bắp cải được cho. Người ta đem để người ta cho. Ồ dạ. Rồi chú Út là ngồi bầm. Chú Út bầm thôi. Chú Út là đi xà lan đó. Xà lan chở cát nhưng mà bỏ cái xà lan để đi về cho cá ăn. Dạ. Không, lính nó đi, lính nó đi. Thời gian cho cái đàn cá này. Rồi bây giờ treo qua cái đó, treo đầu cho cá chim lên nha. Bên đây là cá chim hả chú? Không, cá chim muốn cho lên nhà nào lên đấy. Ồ nhưng mà để con ngắm, con hỏi chú về cái đàn cá he trước đi. Thì đàn cá he này nó vô những lượt chung với loại cá khác hay sao chú Út? Nó vô một lượt cho nó vô nguyên bầy bầy á. Vô bầy. Mà hồi đó nó vô có hai ngón tay, bây giờ nó bốn ngón hết à. Mà cái mục đích của chú là trước đây là chú đã thảy bắp cải rồi này rồi sao nó vô sao, hay là khi mà nó vô xong thì chú mới cho nó ăn? Vô sao. Rồi sao cô? Chú là người ăn chay trường. Dạ. Thì chú mới thả cá từ thiện, có nghĩa là thả cá phóng sinh. Thả cá xuống dưới sông Dầm Nao này rất là nhiều. Nhưng mà thả tới đâu người ta bắt tới đó. Thật ra là chú cảm thấy rất là xót xa. Chú mới nói bây giờ thấy trình báo trên đài người ta có một số nơi người ta có thể là nhờ, như là có nghe nè, nuôi mấy đàn cá tự nhiên á. Dạ. Chú nghĩ là chú có thể làm được, cho nên chú mới lấy cây á, những cái cọc này nè, những cái cọc sao này là cắm như đó là tới gần 20 thước á. Chú bông ra luôn. Mới cắm để giữ lục bình lại cho bến. Dạ. Rồi sau đó chú mới đại thức ăn nhử, đại thức ăn nhử nó về. Nhưng mà đầu tiên nhử về là cá chim trắng thôi, nhiều quá đi. Rồi chú mới nói bây giờ thấy có cá he, nhưng mà cá he nó ăn không lại đàn cá chim trắng. Ồ. Cho nên chú mới ngồi, chú mới nghĩ cách để làm sao mà cho cá he ăn. Nếu mà rải thức ăn nhiều, ào ạt thì cá chim trắng ăn hết. Dạ. Cho nên là bây giờ phải rải rồi lai ra ra ngồi nghiên cứu 3 ngày đó. Là cá chim trắng nó không có lên, mà cá he nó sẽ lên. Dạ. Nhiều. Có nghĩa là chú Út đã nghiên cứu từng loài thức ăn của loài cá luôn đúng không? Cá có loài nhỏ đó là rải là cho cá lồng tông ăn. Với cá trê với cá rô, còn cái loài mà to nhiên to một chút thì cho cá cha. Vậy là chú Út thì có nghĩa là chú Út dẫn dụ cái đàn cá này vô đây luôn. Đúng, dẫn dụ về luôn chứ không phải là tự nhiên. Chứ không phải là tự nhiên nó về về. Và ở đây thì cô Thanh biết á, thì cái trước đây em học cái ngành sinh học á. Thì cá chim trắng á, là một loài cá ăn thịt.
Găng nó rất là sắc bén và nó rất là khó sống chung với những loài cá khác. Nhưng ở đất ở đây là nó được nuôi dưỡng cho nên nó không ăn các loài cá khác. Nó thần luôn rồi ha. Nó chỉ ăn thức ăn thôi, cho nên là nó đói, nó người ta nói là khi nào nó đói nó mới ăn những loài cá khác. Chứ ở đây đó nó vẫn ăn những con khác và con khác vẫn còn sống được ở đây bình thường đó. Số lượng rất là nhiều luôn á. Không biết thì nó chạy lên nó lại vô. Không biết để cái chân ở dưới này, không biết cá nó có vài lần quất luôn cái chân. Hiền lắm, nó hiền lắm, nó hiền lắm. Cái mặt nước vào thời gian buổi chiều này không phải là màu hồng của ánh nắng mặt trời buổi chiều đâu, mà màu hồng, cá dạ, màu hồng cá. Của cái đuôi cá nó rất là rõ, đuôi đỏ là vô hình thì cô bác quý chị có thấy được những cái đuôi màu đỏ đỏ của con cá he này hay không? Còn con thấy kỳ lạ là chú Út lại dụ được cá đó. Đó, vụ. Cố tình vụ. Đầu tiên là giấy bà cậu cho cá về để chú hoạt dưỡng. Xong rồi cái chú trải thức ăn vụ từ từ. Chú Út qua đây ngồi nè, chú Út ngồi đang tâm sự cho con với cô Thanh. Chú Út có thể kể cho con với cô Thanh vừa cho ăn vừa kể được không? Cái duyên sao này, con thấy chú Út mặc đồ áo của Phật giáo Hòa Hảo. Từ khi nó ra mình cũng thương nó, thấy đỡ anh thả nhiều quá. Rồi nó bắt cho nè, mình suy nghĩ bây giờ mình làm cái gì đó, chứ mình thấy mấy cái mô hình ta làm, ta nuôi được đó. Thì mình làm, mình bung ra mình làm tại đất nhà mình nè. Dạ. Đất này thì cũng mới mua. Mua gửi về cái nhà đó luôn đó. Cái cách mà chú dụ là chú dụ như thế nào? Thì mới đầu thì mình cũng có thả mớ, nó đi hết à. Chú thả luôn, phóng sanh thả luôn. Thả luôn. Chứ mình cho ta bắt nhiều rồi. Dạ. Không này có giữ được á. Dạ. Nó đi hết trơn. Nhưng mà lúc đó là chú thả nhiều không chú? Thả cũng là mấy tấn. Em rải xếp cho đây nè, cái này nó lớn sâu rồi. Mấy tấn nó đi hết à? Cá bự lắm, sợ con 7-8 kg không à. Vậy khoảng thời gian bao lâu thì cá nó mới quay trở lại chú? Cái này là cá thiên nhiên nó vô. Thời gian bao lâu rồi cá thiên nhiên nó mới vô? Là 2 tháng mấy vô nhá. Con có nghe cô Thanh chia sẻ một cái câu chuyện là chú giái bà cậu đừng để mà đàn cá vô. Là chú nguyện với lòng thì sao chú? Thấy nó bị bắt quá mà mình nguyện bảo vệ nó. Dạ. Mình cho nó ăn. Mình tự về, nó về mình không hay luôn á. Nó về lúc đó có 2 ngón à. Khi mình cho ăn thấy nó quá nhiều đi, mình mới biết nó về. Dạ. Mà lúc đó là cho ăn thì cá chim quá đi, cá he là ăn không được. Dạ. Rồi mới ngồi mấy đêm ngồi canh nó coi đó, cách thức nó ăn với lên mạng mình coi cái chim sao đó. Rồi mấy ông đạo kêu thôi bắt cái chim thả chỗ khác, mình suy nghĩ cái chim thì nó cũng loài vật con nào mình cũng thương. Rồi mình cho ăn từ từ thì cái chim nó không lên. Dạ. Cái he nó lên. Cái chim nó không lên 1-2 hộp gì nè. Dạ. Rồi bây giờ nó quen rồi, bây giờ nó ăn tự nhiên rồi. Giờ mình giải nhiều thì bắt đầu cái chim không à, cái he nó lặn đi, nó sợ chim nó quậy dữ lắm, quậy ướt mình luôn á. Cái này là cái tâm nguyện của chú là chú muốn giữ cá này cho xong hay là chú muốn để nó giúp cho mình có một cái thú vui thoải mái hơn? Không, cái này là tại mình thương lòng mến vật. Dạ. Không có cực cũng chết luôn á. Tối ngày rồi sau khi có thì chú vui không? Có vui, được cũng vui. Tại mình ước nguyện mình được. Với những người mà tao phóng sinh á. Dạ. Người ta sẽ đem lại cái đống sông mình để người ta thả, người ta cảm thấy yên tâm. Dạ. Yên tâm là nó có chỗ để nó ở. Nhưng tại vì khi mà em rảy em thả cá rô xuống đây phải không? Cái nó qua bên kia. Dạ. Và thấy chị quay ở bên cái đống chạ bên kia. Trời bữa là đóng hết cái khu vực này mà. Bữa nay cá rô bên đó còn không chú? Còn. Chú có thể ước lượng được cái số lượng mà cá ở dưới này là bao nhiêu tấn không? Chắc trên 5 tấn. Trên 5 tấn. Trên 5 tấn là gồm tất cả các loại cá luôn hay sao chú? Đúng, đúng. Dựa theo cái lượng thức ăn đó, nhưng mà chị nghĩ là trên. Mỗi ngày thì chú phải chi bao nhiêu tiền cho cái đàn cá này? Khoảng 300 mấy. Tiền hai, theo. Ba bao hả chú? Đâu, bây giờ ra bao mấy à? Ba bao tới tính gần 900 nè. Tại 3 năm này tới 200 tiền bớt lại phải không? 3 năm là 300 thì mỗi tháng 10 triệu. Tháng 10 triệu thì mỗi năm chú phải tốn hơn 100 triệu để giữ cái đàn cá này. Hay cô Thanh? Chưa kể là cái công. Dạ, mình phải bỏ công. Mỗi ngày chú cho ăn bao nhiêu ngày? Bao nhiêu lần? 3 lần. Ủa cá chim nhiều quá. Má em không biết sao chứ má chị thấy không? Thấy thế nè.
vậy đó, là lên mình lên hình là thấy rõ đó. Dạ đúng rồi cô, cô em cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ là muốn cho nó ăn để quay cá chim đi, cá chim nó lên khủng khiếp lắm. Dạ. Bây giờ thì Bùi Hồ chỉ biết nhìn nhìn ở đây cá chim nó quậy thôi. Lúc này nó quậy. Bản thân của con cá chim á, nó là một loài cá thuộc dòng họ cá ăn thịt ở vùng Amazon. Nên cái đặc tính của nó rất là mạnh bạo luôn. Và khi mà một đàn cá chim mà nó đói thì nó có thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng mà đối với cái đàn cá mà ở trong cái ao của chú Út như thế này thì bờ sông như thế này quên đó. Thì vì cái lượng thức ăn nó đã đủ ăn hết rồi nên là nữ là nó rất là hiền. Và nãy giờ con thấy là chú Út là đã nghiên cứu cái đặc tính của con cá, là khi mà chú Út bỏ thức ăn ít xuống á thì cá he nó ăn à. Và chú giải thức ăn với một cái số lượng nhiều thì lúc ấy thì cá chim nó mới trồi lên. Đúng rồi. Nhờ có cô Thanh hôm nay mới dẫn dắt nên Bùi Hồ mới biết, chứ thật ra cũng có rất ít người biết để về đàn cá của chú Út. Đâu có ai mà con đàn cá cái gì. Dạ. Đủ loại hết. Đủ loại hết trơn. Cái gì Vinh con ăn năm nó cá cha lên đó. Dạ. Tối chúng mình cá cha lên đó, cá cha lên đó. Ồ bây giờ. Bây giờ không thấy cá cha. Không thấy cá cha chú ơi. Tối cá cha dữ lắm luôn. Bữa tối chị đi quay bữa tối vui lắm. Dạ. Chút xíu nào vừa phục đèn lên ảnh lên. Hiện nay thì mình thấy hai dòng cá chính đó là cá chim và cá he. Vô nó mới có hai ba ngón tay, nhỏ hơn cá he nè. Dạ. Màu lớn lắm. Ồ. Nhiều quá cô Thanh ơi. Khủng khiếp luôn á. Dạ. Bữa tối cá chê với cá cha nhiều lắm. Cá chị Vinh. Cá chị Vinh với cá cha bữa tối. Nếu như mà em mà quay một cái góc độ mà nép nghiêng vô như thế này thôi, không có thấy cái khoảng mà tàu chạy ngoài kia. Đúng thì người cái ao ha. Dạ, cái đìa cái ao người ta nuôi. Nhìn cái lượng cá mà nó về đặt trên này không có nhiều. Dạ. Rất là độc đáo ha. Sau khi chú Nguyện thì thấy bao lâu chú Nguyện với bà cậu thì bao lâu cá nó lại vô? Tháng. Một tháng sau hả? Khi nó vô thì chú có cảm nhận được không? Vô lúc đầu cá chim nó vô mà cá he mình không biết. Tại vì mình đã thức ăn ào ào đó. Dạ. Rồi mới ngồi suy nghĩ bây giờ phải con này ăn được thì con kia phải ăn được, rồi con nào mình cũng thương. Dạ. Rồi chú mới ngồi cho ăn từ từ. Rồi cái he nó lạ hơn cái he cái chim. Dạ. Nó với nó nổi mặt nước thì nó ăn nhanh hơn được, để ít thì nó ăn được. Mình biết nó quen đi. Chắc con nhờ chú gãi cho thấy con cá chim nó ăn lần nữa chú. Cái gì nhìn lên đó. Con cá chim ở đây ước chừng một con cá thì nó tầm 1 kg và số lượng của nó rất là nhiều. Hơn kg và nó rất là đều rồi chú. Cá nó rất là đều giống như là chẳng khác nào là nuôi ở trong ao. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra cá đây là nó được ăn và nó được thuần dưỡng hết à. Mà này mỗi lần mà thấy nó lội gì thấy nó ham ham sao cô Thanh? Thấy buồn buồn. Tôi lại đây nhìn nó vui lắm. Dạ. Nó làm vậy là cá he đó. Sông này là sông lớn mà. Dạ. Cái nước lớn cái độ ngoài sông ngoài đó đó. Là 18 mét á, ngoài mấy cây đó là 18 mét. Cái mực nước ở dưới này sâu không chú? 18 mét. 18 mét hả? 18 mét là nước ròng đó em. Dạ. Vậy cô Thanh chắc có lẽ trước đây nơi đây là một cái nơi sạt lở. Sạt lở đó. Cái này là bến sông Dầm Nao mà nó chỗ sạt lở luôn. Dạ. Nó thì góc đó đây khu vực sạt lở đó. Đây là khu vực mà sông Dầm Nao luôn hả chú ha? Nhưng mà chú giờ đây chú sợ sạt lở tại cứ có xà lan á. Dạ. Bởi vì chú mua đá chú liền chứ. Ồ, mà giờ không có lỡ ở đâu. Sao mà nước gì cho người ta? Tại cho cái chim ăn. Dạ. Bây giờ muốn cho nó lên ăn ít thì nó lên. Đặc biệt ở đây làm thấy so với những cái chỗ khác như thế này nè cô Thanh, là đối với chú cá của chú là ngoài sông Tiền, là thuộc đoạn sông Vàm Nao. Nơi đây được có rất là nhiều nơi sụt lún. Và đặc biệt là sông rất là rộng. Cái cha lên đó. Mà em không hiểu tại sao là nó tập trung ở những nơi khác thì cá nó chỉ tập trung ở bờ kinh và kinh đào thôi. Còn ở đây là một cái con sông tự nhiên rất là lớn luôn á. Vốn dĩ thì trên sông thì cá nó nhiều hơn đó chứ. Dạ. Nhưng mà nó không ở thì nó không có ở. Tại vì nó sẽ bắt nó nhiều thức ăn hơn. Nó cái gì Vinh nó còn bự bự không?
Tại vì trên sông nó nhiều thức ăn hơn hay cô Thanh ha. Trong nước thì nó dễ trăng là nhốt chai rồi kìa, nhưng nó thiếu cái chỗ để đó, trời ơi, nó để nó nó ẩn, dạ, nó ẩn nắp á. Dạ. Tại vì dạ, ở các kênh rạch thì nó sẽ có nhiều cây cỏ hơn, còn sông thì các cái loài cá lớn nó nhiều. Mà cá he không có chỗ nào mà như vậy hết trơn á. Dạ. Nhưng mà đặc biệt thì cá he ở đây thì nó nhiều, thấy không? Cá cha nó dinh nó cũng nhiều, nó chú tối là cá dinh nhiều như cá he vậy đó. Ký, dạ, ký vậy. Sau khi nuôi cá thì chú thấy một cái điều gì nó mang cái điềm lành đến cho gia đình mình không chú? Chú Úc thì mình tu thì mình biết thương lòng bích vật vậy thôi, chứ thấy nó cũng làm ăn cũng được, cũng hên, cái đó mình chú duy thôi, chứ mình thương nó mình nuôi. Tại đó chú thả cá vậy lắm, mua ghe ghe thả. Ô hôm nay thì dạ, mọi người ơi, thấy rõ không? À, cô bác quý anh chị biết không, ở đây nhìn ở xa đằng kia thấy một cái chữ đó là khu vực sạt lở nguy hiểm, hơn 1.000 mét. Chỗ này thì có khi nào ai lội nên không chú? Không dám à? Không dám lội hả? Bao trang đó cho. Hôm nay có dẫn dạ, bao cây một YouTuber nổi tiếng đến đến để quay nè, thấy không? Chứ chú dạ, làm hiện đại thấy lắm. Không? Thầy giáo Mùi Hồ TV làm hiện đại lắm, chứ không phải như làm ta. Cây này là làm mấy chục năm xong rồi. Nội mua cây là biết nhiêu tiền đó. Mỗi hơn thì mỗi năm thì chú phải Út phải chỉ mới 4 tháng thôi, nhưng mà nếu như mà ước chừng á, mỗi năm thì chú Út phải chi ra hàng trăm triệu để mà giữ hàng cá ở, đàn cá ở sông Tiền này. Chú chia sẻ với mình gần trước đây thì chú Út làm cái công việc phóng sinh cá đến hàng mỗi lần phóng sinh rồi đến một hàng một ghe rất là lớn nha cô Thanh. Một ghe rất là lớn. Rồi nói chung là tấn đó. Không có phải là phóng sinh dài 30 kg đâu. Nếu mà số lượng nó vô càng lớn nữa thì chú càng vui hay sao? Nuôi hoài. Nuôi hoài luôn ha. Chứ còn bung rộng nữa mà. Bung dạ, rộng ở bên kia. Dạ. Chú ở đây có cá gô nữa hả chú? Đủ thứ cá. Cá rô, cá lóc, cá trê. Cá rô bên này 4 con ngón gà trong bờ đó. Dạ. Chút vô đây vô đó ai chả ăn được. Cá lớn cá nhỏ gì nó ở chung cái lòng tông nữa. Lòng tông đá nhóc luôn. Tại vì chú cũng ngồi nghiên cứu là lúc đầu chú cũng buồn là không cho mấy cá ngon được. Sao cái mồi này nhỏ quá chú? Lớn quá cá chìm đàn hết à. Vậy hả? Mồi lớn quá cá chìm đàn phải không chú? Nó táp lần một là xong hơn cục mồi. Cho nên là chú bữa nay chú cái mồi này mồi trung phải không dạ, chú? Dạ trung. Còn cái loại nó nhỏ nhí là để lòng tông là nó lòng nhỏ tông hơn ha. Dạ. Mình chia ra cô Thanh, mình chia giống như nhiều viên thì nó ăn được nhiều con á cô Thanh ha. Đúng rồi. Cũng ngồi nghiên cứu hết chứ. Nó ăn bự thì cá lớn ăn hết, cái nhỏ nó làm lại. Còn này nó nhiều hột thì cá nhỏ ăn được. Đó, mình mỗi mà mỗi lần mình gãi giống như chốt một lượng giống như mà hạt mưa thì cá chủ yếu là cá he nó lên nó dành ăn. Tại sao khi mà cá he nó ăn no thì chú mới cho cá chim nó lên ăn. Đúng rồi. Cho từng đàn cá. Bắt đầu thảy vô nhiêu là tại vì cái thức ăn kia nó to vậy nè. Dạ bự. Bằng ngón út á. Thức ăn này nó nhỏ. Chứ mà cũng kéo dài hết mấy tháng nghiên cứu ra. Mấy ngày cũng lúc đầu cũng buồn lắm, mà không biết sao mấy con cá nó cái nhỏ lắm nhất à, ăn đâu được kẹp mấy cá lớn. Cái trà cái trà bữa nay nó cũng còn ốm chứ. Một bữa nay mập bơi, bữa nay nổi mập rồi. Trắng bơi rồi. À có cái chuyện dinh rồi. Chuyện dinh từ đầu tối sắp mặt trời nó mới lên. Chú Út có đã chia sẻ mà cái vui thì nó có đó, nhưng mà có cái khó khăn nào giúp chú duy trì cái đàn cá này không? Thì là nói ngay lúc đầu thì hơi khó khăn, nó sượt, nó cào, nó câu. Mỗi lần ấy thì chú gào là hết. Rồi khỏi bữa đỡ vụ đó rồi. Dạ. Nhưng mà chỗ này thì còn không chú? Không, không dám nè. Với câu thì chắc còn hả chú? Câu cũng không có luôn. Câu cũng không gào có là mít luôn hả? Gào là hết mà. Không có gào, không có câu, không có xiệt luôn. Nói qua mít lòng. Gào tốt bên kia luôn hả? Đâu có tới đâu mít rồi đó. Ta chưa thấy đất mình nó đậm. Nhưng mà nó câu ở gần kia có không chú? Để câu đậm nó ít dính lắm. Lâu lâu dính con hay con gì đó. Lần đầu tiên mà thấy cá nhiều trên sông như thế này hay cô Thanh ha? Trên sông mà tưởng đâu là trên ao không à, trên đìa không à. Nhiều loại á, ở đây dạ, nó đặc biệt là nó nhiều loại. Đá chỗ nào có như vậy lắm. Còn cái sao? Cá cha mà. Nó đủ loại cá. Cá tay tượng, cá gì cũng có hết. Cá hô cũng có luôn. Dạ. Cá hô nữa hả chú? Lâu lâu nó nổi lên. Ủa sao nó chạy mất tiêu rồi? Cái gì? Kìa nó bông kia cho. Có thức ăn là nó cứ lại à.
Hồi nãy mình cho ăn quá nhiều để sợ. Vậy hả? Từ từ lại, chắc lại. Nãy nó khác rồi trong đây luôn nè. Từ từ lại. Ở đây thì cô bác của anh chị biết không, bắp cải á là do những cái người dân ở đây á. Ta bán rau cải. Dạ, ta bán á. Ta trở lại ta cho. Dạ, đây nè. Rồi chú ngồi chú bầm. Cá này là cá ăn sen nè, có loại cá ăn rau muống thôi, cá này ăn tới bắp cải luôn á. Cái cây. Chú bầm, dạ. Chú bầm bắp cải á. Nè, bao bao bắp cải trên này nè, cô bác của anh chị. Trời ơi, nó đài tao cực quá. Anh Phước anh làm cái máy chặt bắp cải xong cho chú. Thôi không cho làm nè. Hả? Chứ nó định làm nè. Sao vậy? Rồi là cải đi. Ủa bên kia nó quá nhiều mà nó. Tại nãy mình cho nó ăn nó sợ á. Dạ. Nó dụ lắm. Bên kia nó đỏ, nó đỏ nước hết trơn rồi kìa, nó không dám vô đây. Về đi con. 5 tấn cá ở trong một cái ao đồ nhỏ gì hơn cô Thanh ha. Nhưng mà em thấy là cá mà nó cứ tập trung gì ở dòng sông hay là những con kênh là nước cá nó không bao giờ hôi ha. Nước á. Không, ở đây nó. Nếu mà em nuôi trong hầm, trong bè nó vẫn hôi. Dạ. Nhưng mà ngặt cái ngộ là ở ngoài này nó không hôi. Dạ. Nước nó chảy. Để lên đi xuống. Cũng trong bè nước nó vẫn chảy nha. Nó tập trung. Nuôi ở bè cá nước nó vẫn chảy nhưng mà nó hôi. Hôi. Dạ. Nó không có ấy, nó không có trâu khác được, còn này nó trâu được. À, thức ăn nha chú. Ở đây cá như em thấy chỗ anh Tâm Lặng đó, cá nó gọi là đặc sệt luôn đó. Dạ. Mà nó vẫn không hôi. Ngộ ghê á. Nước nó chảy tới lui không hôi. Rồi. Cái con kinh đó nó không có chảy gì mấy. Nó cá chép á. Nó lội lặn như vậy đó. Dạ, nó mới thấy cá chép. Nó tối tối lên chứ à. Nơi khác thì tập trung. Cá rô nè, cá rô nè. Để tối tối thì mình sẽ quay cá rô lên đó. Cá nó ăn cá tra với cá chép. Cá tra nhiều lắm luôn á. Cá tra trong đây nè. Ừ. Nó sống theo từng khu vực luôn á. Từng đàn, bầy đàn, dạ. Sống theo bầy đàn. Lên đó cá tra lên. Nhưng mà nơi này khá đặc biệt khi mà mỗi một loài nó sẽ cá cứ một vùng. Dạ. Không xâm phạm lẫn nhau. Nó dạng nó rồi, bây giờ nó quen rồi. Lúc đầu nó sợ cá chim lắm. À, nói về cá he là một loài cá mà trước đây đặc biệt rất là quý hiếm, đặc biệt cá he đuôi đỏ này nè. Nhưng mà không biết bây giờ vẫn quý hiếm. Dạ, dạ, bây giờ thì càng quý hiếm hơn. Nhưng mà không biết tại sao nó số lượng nó cỡ hàng vài chục ngàn con nó vẫn tập trung ở đây ha. Chài khó dính lắm cô Thành, chài dưới sông khó dính lắm. Dính dính chài dính, dạ. Chài dính. Đây là dân chài nữa nè. Vậy đã. Chài cá hết rồi. Nhưng mà chỗ đâu sâu á càng dính chứ càng dính nữa. Ủa nhảy nhìn đã ghê á. Rồi chú Út ơi, con cảm ơn chú Út nhiều nha. Có gì đâu. Cảm ơn cô Thanh nè. Có cô Thanh dẫn đi mới biết. Ở xin chào, hẹn gặp lại. Ở đây ít ai biết lắm, tại nó mới.